Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 12, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban quý 4 năm 2023 với lãnh đạo các quận huyện thị xã theo hình thức trực tuyến và tại hội nghị thì đại diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cho biết đơn vị đang xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận huyện trong đêm giao thừa với 31 vị trí, trong đó có quận Hoàn Kiếm 2 vị trí. Cụ thể có 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao với 600 quả một điểm, 22 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức tập huấn để đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bắn pháo hoa. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai việc bắn pháo hoa đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn phục vụ nhân dân đón Tết vào đêm giao thừa.